Ok, đó em nhiều. Trên chiếc máy mình đang dùng này thì mình đang rất là nhiều nhạc, thế là mình sẽ muốn kết nối đấy để thử. Đó, mở ra, đóng vào, mở ra, đóng vào, mở ra, đóng vào. Đó, anh cảm thấy xịn không? Còn muốn kết nối nhá, thì sẽ ấn vào kết nối này này và sẽ giữ nút này. Xin chào, vâng, mình đang có một chiếc tai nghe AirPods Pro ở đây. Vâng, thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán rất là chạy luôn, về bao nhiêu hết từng đấy. Anh em thấy kinh khủng không? Đó, thực ra nếu mà nó là AirPods Pro xịn ấy thì mình rất là nhiều tiền. Nhưng mà thực tế đây là một chiếc AirPods Pro Rep 11 anh em nhá, giá chỉ có 880.000 thôi, thế nên mình bán mới chạy. Bởi vì sao nhỉ? Một chiếc tai nghe AirPods Pro xịn bên mình cũng có hàng và giá hiện tại bên mình đang bán ở mức là 6.500.000. Bản nguyên siêu chưa kích hoạt luôn, bản chính hãng 12 tháng. Thì sản phẩm đấy mức giá 6.500.000 thì thực tế mà nói thì thực ra là cũng không phải là nhiều khách hàng mới đủ điều kiện để mua chiếc tai nghe đó. Bản thân mình bán rất nhiều điện thoại, làm rất là nhiệt tình, rất là chịu khó, nhưng mà mình cũng chưa dám bỏ tiền mua một chiếc tai nghe AirPods Pro xịn. Bởi vì hiện tại với giá 6.500.000 thì mình có thể bỏ tiền ra, mình số tiền đấy mình mua một chiếc iPhone 7 Plus này, hay một chiếc Redmi K20 Pro để mình dùng. Chứ bỏ tiền ra mua chiếc tai nghe chỉ để nghe nhạc không ấy thì thực ra là mình cũng thấy hơi phí. Và tất gần hầu như là anh em đang xem clip này của mình thì mình nghĩ chắc cũng có suy nghĩ giống mình. Chỉ có những anh em đang có cái thu nhập rất là cao thì anh em mới nghĩ chuyện anh em mua một chiếc tai nghe 6.500.000 để nghe thôi. Thế nên là việc đấy thì anh em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, bởi vì là bây giờ anh em có thể bỏ ra có 800 mấy thôi là anh em có thể sở hữu một chiếc tai nghe cũng có chức năng và cũng kiểu dáng là ít xì chứ tai nghe xịn rồi. Vâng, nó đây này. Thế là mình bán rất là chạy. Ngày hôm nay thì mình làm clip này thì mình bóc hồ và mình giới thiệu qua cho anh em tai nghe này. Và mình nói cho anh em biết là mình có bán tai nghe này và hiện tại giá của mình chỉ có hơn 800.000 thôi nhá. Bởi vì là ngày trước mình có làm một cái clip bóc một hộp một chiếc tai nghe giống chiếc tai nghe này với giá hơn 1.000.000, 1.700.000 rồi. Nhưng bây giờ nó rất là rẻ nhá. Bây giờ nó rất là rẻ và hàng rep, chức năng thì nó gần như hoàn hảo như chiếc tai nghe xịn luôn. Cũng có đổi tên này, cũng có định vị này, cũng có point up này. Kiểu dáng thì không khác thế nào rồi. Kiểu giá mình phải nói thật mới lại anh em là nó không khác một tí nào luôn. Còn về chất lượng âm thanh ấy thì nó cũng mà nó cũng không bằng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là cũng 800 mấy thì làm sao bằng 6.000.000 được đúng không? Nhưng mà cũng phải được thang điểm thì nó cũng phải được 7-8 điểm đấy, trên thang 10 của AirPods Pro xịn đấy. Vâng, còn về độ bền thì mình cũng không rõ, bởi vì là mình mới bán sản phẩm này cũng về cách đây có tầm khoảng 1 tháng thôi. Thế nên là độ bền thì mình chưa thấy cái nào nó bị hỏng cả. Còn anh em mua thì yên tâm, 6 tháng mình lỗi mình đổi khác cơ. Thế nên cứ không phải lo suy nghĩ gì cả. Hàng xịn còn phải bảo hành mà. Đấy, chứ không nói gì đến hàng này mà có 800 mấy thì không sao cả. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem thử cái sản phẩm này như nào nhá. Ban đầu thì ngay từ bên ngoài là anh em có thể nhìn thấy là chiếc hộp nó y xì nha, xịn luôn, nó chỉ không có tem thông tin email ở đây thôi. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Nó là tai nghe không dây nhá, nó ghi ở bên này này. Đó, không có một cái logo nào của Apple giống như là chiếc tai nghe AirPods 2 hàng rep. Ngày trước thì mình có làm clip AirPods 2 hàng rep đây, anh em nhìn thấy không? AirPods này. Đấy, logo này, nhưng mà lần này thì nó sẽ không có logo. Đấy, nhìn nó chỉ có một cái hình ảnh giống mấy hàng xịn đây thôi. Và cái hộp này nó sẽ không nổi như là hộp xịn. Hộp xịn thì chiếc tai nghe rất là nổi luôn, cảm tưởng như là chúng ta đang sờ chiếc tai nghe ấy. Nhưng hàng này thì không có. Và bên dưới thì nó chỉ có thông tin cơ bản là giống như hàng xịn đây thôi. Và đây là sản phẩm hỗ trợ sạc không dây luôn anh em nhé. Hỗ trợ luôn cả được cả sạc không dây. Đó, thì đơn giản bên ngoài hộp như thế thôi. Bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong nhé. Đây, nó cũng giống như là chiếc tai nghe hàng xịn, có một cái hộp ở đây và đây nó có ghi chữ là design in Hồng Kông, made in China này, chứ không phải design in California, made in China nhà hàng xịn nhé. Đấy, bên trong thì nó cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và cũng khá là nhiều ngôn ngữ, trong đó là có tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phổn thể này, tiếng Anh này và rất tiếc là nó không tiếng Việt. Đó, thì cái này thực ra là cũng chả ai quan tâm làm cái gì cả, đây là một số tiêu chuẩn về kỹ thuật thôi. Đó, bên trong thì đây là chiếc tai nghe nhá. Đó, anh có thể nhìn thấy không, EC hàng xịn luôn này. Đó, mình sẽ bỏ sang một bên, mình cũng sẽ phụ kiện trước. Đây là bên dưới thì sẽ có một cái hộp tiếp theo. Là cái hộp này là nó đựng một cái bộ nút với kích thước khác nhau để cho anh em thay thế nhét vừa tai của mình, bởi vì đây là tai nghe nhét trong mà. Đây nhá. Đây nó là y hệt xịn luôn, cũng có cái hộp giống hệt như vậy. Đây. Đó, em nhìn không? Y xịn luôn. Đấy, nó cũng có thể thay thế được cho những anh em nào có kích thước lỗ tai nhỏ thì sẽ nhét cái này, lỗ tai to nhét này để cho nó vừa, để cho nó có chống ồn, để cho nó đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất, không bị tạp âm bên ngoài vào. Đây, cái này chức năng nó là như vậy. Đó, như những chiếc tai nghe nhét trong khác thôi. Đấy nhá. Còn phía dưới này tiếp, chắc chắn rồi, nó sẽ có một chiếc cáp sạc và USB Lightning. Cái nào phải có rồi, cái này nó sẽ dùng chân Lightning để sạc nhá, hoặc là anh em có thể dùng sạc không dây được.
Thì trong thời gian này anh em mua bên mình có thể là ship online toàn quốc, và có thể là khuyến mại cho anh em là một bộ sạc không dây để anh em sử dụng cái này luôn. Hoặc là anh em có thể chọn một ốp, một cái bao đựng, một cái vỏ đựng bên ngoài ấy, vỏ ốp ấy. Đó. Thì để cập nhật chi tiết nhất vào chương trình khuyến mại cũng như giá cả thì anh em có vào đường link là msm.vn nhá, mình để bên dưới để xem cụ thể hơn. Vâng, thì bây giờ sẽ đến nhân vật chính nhá. Đây. Đây là chiếc tai nghe AirPods Pro và Rep 11. Đó. Giống không? Anh em thấy giống easy đâu, rất là chắc chắn luôn nhá. Đó, anh em thấy không? Đó, đây là nghe này. Đây, đây cũng có đèn báo như hàng xịn luôn. Vâng, đằng sau nó sẽ có nút để che bấn này. Nó chỉ khác cái này nhá. Thứ nhất là cái dòng chữ in đây nó khác hơn một chút này. Nó cũng gần như là giống hoàn toàn đấy. Và cái quan trọng nhất là cái khu vực bản lề này. Bản lề của hàng xịn nó sẽ là bằng kim loại. Cụ thể hơn thì mình nghĩ là nó bằng inox, bởi vì nó bóng, rất là đẹp luôn. Đấy, còn hàng Rep 11 này thì nó chỉ là một lớp nhựa, mình cảm tưởng như là lớp nhựa và được sơn thôi. Được sơn màu nhám nhám này thôi. Đấy, màu sơn màu giả kim loại thôi chứ không phải là kim loại. Bởi vì rất là nhẹ. Bởi vì hàng xịn là cái chỗ này này, mình thấy bập rất là nhẹ này. Nhưng mà cũng cạch được chứ không như hàng xịn thì cái chỗ này nó bằng kim loại nhá, chỉ khác như vậy thôi. Đó, còn lại là easy đây, tai nghe đây. À, cảm biến đầy đủ luôn. Cũng có cảm biến ở hai bên. Đó, nhấc ra tự tắt nhạc này. Đó, bây giờ mình sẽ mở này ra nhá. Đó, đầy đủ cảm biến luôn. Nắm vào đây để chức năng của AirPods Pro thì cũng gần như hoàn hảo luôn. Đó, cảm biến đầy đủ các bên này. Cảm biến dưới này, cảm biến bên cạnh tai này, cảm biến bên ngoài này. Đây, bên này cũng vậy này. Đó, cũng có khuyết để bấm vào đây. Đó, như chức năng của tai nghe thôi. Bây giờ mình sẽ thử kết nối vào điện thoại xem như thế nào nhá. À. Đó, làm trầm tự hút luôn và tự sạc luôn. Đây, chiếc điện thoại mình đang dùng là một chiếc iPhone 7 Plus anh em nhé. Thì cái này thì nó sẽ hỗ trợ được cho anh em được kết nối được tất cả các dòng smartphone hoặc là những thiết bị có Bluetooth để nghe nhạc. Ví dụ như là điện thoại Android là anh em có thể kết nối qua Bluetooth bình thường. Và nếu mà anh em dùng iPhone ấy, thì nó sẽ thể hiện hoàn toàn tất cả những tính năng có chiếc tai nghe này hơn. Ví dụ như là tính năng Power Up này hay là tính năng Siri thì nó sẽ hoạt động hoàn hảo hơn. Anh em sẽ dùng được iOS 10 trở lên thì nó sẽ hoạt động được Power Up. Còn nếu mà dưới thì anh em kết nối Bluetooth bình thường nhá. Đây này, anh em có thể xem chúng ta Power Up nó rất là nhạy luôn nhá. Ok, đó em nhiều. Trên chiếc máy mình đang dùng này thì mình đang rất là nhiều nhạc, thế là mình sẽ muốn kết nối để thử. Đó, mở ra, đóng vào, mở ra, đóng vào, mở ra, đóng vào. Rồi anh em thấy xịn không? Còn muốn kết nối nhá thì sẽ ấn vào kết nối này này. Và sẽ giữ nút này. Đây, cái tai nghe này là cái tai nghe mình hoàn toàn chưa kết nối với lại cả điện thoại nào luôn. Điện thoại của mình luôn. Thì nó sẽ báo là mình sẽ ấn nút. Đây, mình ấn nút nhá. Sau khi mình ấn này, ấn nút sau này. Thì nó sẽ kết nối bình thường. Đó. Anh có thể nhìn không? Y xịn luôn. Không khác hàng xịn thế nào cả. Đó. Và bây giờ mình muốn nghe nhạc. Thì mình sẽ nút ra thôi. Như nó hướng dẫn. Mình nút ra này. Đó, anh có thể nhìn không? Nó hướng dẫn là nếu bấm vào đây. Và... bấm vào đây. Đó, bấm vào đây. Đó. Để thực hiện chức năng. Ok. Đây là chức năng quản lý nhá. Anh em thấy không? Nó sẽ hoạt động gần như là hoàn hảo luôn. Đó. Đó. Điều khiển tai nghe này. Đó, anh em thấy không? Điều khiển tai nghe AirPods này. Ok, mình tắt đi nhá. Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Mình kiểm tra. Đây này, tai nghe AirPods Pro này mình dùng rất nhiều, tai nghe AirPods Pro xịn đây. Tai nghe của AirPods thường của mình đây, mình đang dùng này. Tai nghe của vợ mình đấy. Vâng, và mình sẽ kết nối được cái này, mình sẽ đổi được tên bình thường. Đây, tai nghe AirPods Pro của MSM này. Đó, đổi tên bình thường nha. Tất cả chức năng hoàn hảo này. Khử tiếng ồn, có khử tiếng ồn này. Có tắt chức năng khử tiếng ồn, có tính năng xuyên âm. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể nghe tiếng ồn đấy. Đó, bên trái có kiểm soát tiếng ồn hay không. Đó, từng bên một có kiểm soát hay không. Sẽ đầy đủ luôn. Đó, kiểm tra độ vừa sâu tai nghe này. Đó, đầy đủ các tính năng. Em thấy gì đâu, đổi tên. Đó, anh em có thể thấy không, rất là giống hạng xịn luôn. Đặc biệt nha, nó cũng có định vị GPS luôn. À, ấn vào phần tìm này vừa kết nối thôi, đúng không? Này, sẽ có luôn nha, AirPods Pro của MSM này. Đó, nó sẽ cũng sẽ định vị được bình thường. Đó, rất là xịn và tính năng nghe nhạc xem là như thế nào nhá. Ok ạ, ok ạ. Mình sẽ nghe nhạc lại. À, nhét vào tai bật này, nhấc ra này, dừng luôn này, anh em nhìn không? Nhét vào này, đấy, bật luôn. Mình hiện tại đang đeo một bên nhá, một bên mình để đây này.
Tính năng về cảm biến cũng như là điều khiển trên chiếc tai nghe Rep 11 này ấy, thì mình phải nói thật anh em nó đạt đến gần như là hoàn hảo so với tai xịn. Tính năng định vị cũng có và đổi tên cũng có. Đó là về tính năng. Còn về kiểu dáng cũng như cách sử dụng được các ốp cũng như là anh em có thể trang trí được ấy, thì nó cũng y xịn. Đây, đây là mình có một chiếc ốp mà của tai nghe AirPods được thiết kế cho anh em AirPods Pro xịn nhá. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cho chiếc tai nghe này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Nó sử dụng được luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp nhá. Dùng được hoàn hảo luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Lắp vừa khít luôn. Thế nên là anh em mua chiếc tai nghe này và anh em mua phụ kiện để kèm theo một chiếc tai nghe AirPods Pro xịn là anh em có thể hoàn toàn sử dụng được hoàn toàn bình thường nhá. Không giống như trên chiếc tai nghe của Hoco thì có thể anh em chỉ dùng được tai bao silicone thôi, không sử dụng được bao nhựa. Còn trên chiếc tai nghe này thì anh em dùng hoàn toàn tất cả các loại bao khác nhau. Đó, để biết chi tiết hơn về sản phẩm này thì anh em có thể qua bên mình là 170 Lạch Chay, website mình là msm.vn, hoặc anh em có thể chat Facebook của bên mình để anh em hỏi về sản phẩm này. Bên mình sẽ ship sản phẩm này toàn quốc cho anh em, anh không phải đặt cọc gì cả, nhận được hàng kiểm tra anh em mới phải thanh toán nhé. Đó, ngày hôm nay thì mình cũng chỉ làm cái clip giới thiệu sơ qua về chiếc tai nghe này thôi. Anh em thấy clip này, cái tai nghe này hay thì anh em có thể share cho mọi người xem, có thể cho mình một like để ủng hộ mình. Anh em cứ subscribe kênh YouTube của mình đi, mình có phụ kiện gì hay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip.